Ladies and gentlemen, welcome to Paradise. The fairy tale begin. Once upon a time, I dreamed a dream. Có một cái hành trình tuyệt vời này thì Trung Hình Phong sẽ gửi lời cảm ơn không biết bao nhiêu cho đủ. Thì với tất cả tấm lòng chân thành, một lần nữa Trung Hình Phong xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những đối tác, những khách mời, những anh chị em, gia đình và tất cả những người yêu thương Trung Hình Phong. Lời cảm ơn từ chính chân thành của Trung Hình Phong, từ chính ekip của Trung Hình Phong dành cho tất cả các tình yêu. Và tối hôm nay đó là giấc mơ rất tuyệt vời của Trung Hình Phong.